cuối tháng 4 mới rồi, trong buổi đại hội đồng, thường vụ ủy viên đại hội thứ 2 quốc tế Cộng sản có thảo một cái nghị quyết quan trọng. Đảng Cộng sản Đông Dương mấy lâu nay vẫn là chi bộ của Đảng Cộng sản Pháp nay được công nhận là chi bộ độc lập của quốc tế Cộng sản. Lời quyết định ấy đủ tiêu biểu cái hiện tình ở Đông Dương là nơi quần chúng hàng ngày tranh đấu rất oanh liệt dưới ngọn cờ đỏ, là nơi mà làn sóng giai cấp tranh đấu phát triển cực kỳ mau chóng, trong lịch sử thuộc địa chưa từng thấy. Lời quyết định ấy cũng cho ta thấy sự tiến bộ trong công tác cách mạng của những người Cộng sản từ Y930 đến nay, nhất là từ cuộc vận động Nghệ Tịnh, để tổ chức đảng chỉ huy cuộc đấu tranh và đem quyền lãnh đạo cách mạng ở tay tiểu tư sản, quốc dân đảng, về tay vô sản. Vừa đúng một năm nay, tháng 9 năm ngoái, Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu tổ chức cuộc đại vận động Nghệ An, Hà Tịnh. Mấy chục phủ huyện miền Bắc Trung Kỳ ngày nào cũng thấy bóng cờ Cộng sản, tiếng trống biểu tình. Thợ thuyền. Ngàn, muôn người bỏ xưởng máy, cày bừa, xô đẩy nhau ra trường chiến đấu. Quân chúng tiến công rất mạnh mẽ, phá nhà tù, đánh các huyện nha, trị tội bọn quan lại phong kiến, đốt đình miếu nhà thờ, đòi gạo, đòi đất, đòi ngày làm việc 8 giờ, đoạt lấy quyền chính. Từ mùng 8 đến 12, các cuộc biểu tình đã hóa ra tuần hành có khí giới, dao, súng, gậy, cây. Những cuộc tuần hành ấy lại có tính chất bạo động rất hùng dũng, kịch liệt. Tại Hưng Nguyên, 8.000 người Thị Oai, Võ Liệt, 11.000, Thanh Trương, Ánh Sơn, 20.000, vân vân. Các đội tự vệ mấy ngàn người trai tráng đeo băng đỏ, trương cờ búa liềm, mang khí giới rất oai nghiêm từ ngoài đồng kéo đến thành binh. Bọn tư bản, phong kiến cùng bọn quan đồn đế quốc cha con vác khăn gói chạy giáo. Lính tập 2-3 nơi liên kết với công nông, không chịu bán. Bọn đế quốc kinh hoàng sai máy bay trái phá đến dẹp, riêng một ngày Y2 tháng 9, 300 anh chị em ta bị súng liên thanh và bom đế quốc giết chết trong tỉnh Nghệ An. Song từ ấy, sự tan ác của đế quốc không trừ nổi ý chí tranh đấu của quần chúng. Có nơi nông dân nghèo đuổi hết con làng, tự chia cắt ruộng đất thóc gạo và lập xô viết quản đốc công việc trong hương thôn. Đến nay, ngọn sóng cách mạng càng cao. Ở Nghệ An, Hà Tịnh, lao động vẫn chống giữ với đế quốc hầu như những người bị áp bóc chống giữ với bọn cầm quyền trong lúc nội chiến. Cuộc vận động thêm sâu xa, rộng rãi. Hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cũng rung chuyển. Tại Đức Hòa công nông lập chiến lụy đánh nhau với cảnh sát, khắp Ba Kỳ, thợ thuyền nông dân nhiều lần thị oai ở Hải Phòng, Sài Gòn, Hà Nội, bãi công ở Bến Thủy, Nam Định, nhà bè để binh vực và giúp đỡ công nông Nghệ Tịnh. Lửa bạo động còn nóng bừng bừng. Ngày 1 tháng 5 năm nay, bọn đế quốc thiết quân luật khắp Đông Dương. Các thành phố đều có binh lính canh phòng ngày đêm, xe tăng đại bác qua lại hết các đường phố để khủng khiếp nhân dân. Tuy thế, quân chúng Nghệ Tịnh vẫn tranh đấu rất oanh liệt. Lại, gần 500 người bị giết thêm ngày y tháng 5 vừa qua càng như khêu tấm lòng cừu hoán của công nông. Ngày 1 tháng 8 mới đây là ngày quốc tế vận động chống đế quốc chiến tranh, quân chúng Đông Dương cũng đứng lên ủng hộ Liên bang Xô Viết. Cuộc vận động Nghệ Tịnh hồi tháng 9 năm ngoái là một bước dài trong đường cách mạng. Cuộc vận động này là một cuộc vận động có giác ngộ, có tổ chức, có Đảng Cộng sản và các đoàn thể giai cấp lãnh đạo. Cuộc vận động này có cội rễ sâu sắc trong đám nông dân, có tính chất quần chúng và giai cấp rất rõ rệt, hàng chục ngàn người đánh phá đế quốc, phong kiến, tư bản, địa chủ, hàng trăm ngàn người kéo vào trường tranh đấu và chiến đấu làm cho những kẻ cầm quyền thống trị tan hồn thất phách và không sao có thể đàn áp mau chóng như cuộc bạo động Yên Bái được. Cuộc vận động này là một bước lớn trong cuộc cách mạng phản đế và điền thổ có ảnh hưởng to trong lịch sử giải phóng ở Đông Dương. Dẫu bọn đế quốc khủng bố bực nào, chém giết tù đầy đảng biến cộng sản, dẫu bắt Nguyễn Ái Quốc là một người thủ lãnh có giá trị của đảng, dẫu ra công truy nã những người Cộng sản Đông Dương ở ngoại quốc như Nguyễn Văn Tạo, vân vân, chúng cũng chẳng tài nào ngăn cản nổi ngọn sóng cách mạng ở Đông Dương vì cội rễ Cộng sản càng ngày càng đâm sâu trong giai cấp thợ thuyền và đám nông dân lao động. Tranh đấu là trường huấn luyện vô song của quần chúng. Nhờ tranh đấu mà quần chúng thấy rõ cái mặt nạ giả dối của bọn đế quốc và các giai cấp thống trị, nhờ tranh đấu mà quần chúng lọc lựa được những tay kiện tướng vô sản lão luyện để làm cho Đảng Cộng sản thành một đảng Bolshevik và lãnh đạo của cách mạng. Cái nghị quyết nói trên của quốc tế Cộng sản cũng vì ý nghĩa và sự quan trọng ấy.